Nè, game chiến thuật nào mà chúng mày thích nhất? Tam Quốc chứ còn gì nữa. Ừ, tao thích Tào Tháo vãi. Tại sao vậy? Không ai mà không thích làm bá chủ chứ mày. Thế chúng mày phải chơi ngay Loạn Thế Tam Quốc. Game Tam Quốc, hệ cổ điển cực cắn luôn. Tào Tháo của mày cũng mạnh đấy, nhưng chưa bằng Quan Vũ, Triệu Vân, Lưu Bị đâu. Game Tam Quốc này tái hiện luôn cảm giác chơi game như hồi xưa anh em mình hay chơi điện tử 4 nút đó mày. Thành bại tại kỹ năng, anh em chơi bao phê luôn. Loạn Thế Tam Quốc, tựa game Tam Quốc chuẩn cổ điển đầu tiên tại Việt Nam, tái hiện lại những ký ức game Tam Quốc trên điện tử 4 nút tuổi thơ. Loạn Thế Tam Quốc chắc chắn là tựa game khiến các minh chủ sẽ có một trải nghiệm mới mà cũ có 102. Đa dạng nhân vật, cốt truyện và nhiều lối chơi cho các minh chủ tự do sáng tạo. Tỷ lệ sở hữu tướng siêu hiếm cùng với khả năng rất đồ cực nhiều, đảm bảo các minh chủ có thể thỏa sức vẫy vùng sừng bá gây dựng cơ đồ cho bản thân. Chuỗi event sở hữu bộ ngũ hộ tướng luôn cho các minh chủ, kèm theo một loạt trang bị cho tướng huyền thoại đang chờ đợi các vị anh hùng. Mau tham gia ngay!